Xin chào các bạn, mình giới thiệu các bạn một chiếc tay lưng đến từ Nhật Bản, thương hiệu Saga, rất là chất lượng. Mã là SG01, size là L. Đây, chiếc đai lưng này được nhập khẩu phân phối chính thức ở Việt Nam. Chúng ta nhìn thấy là đây là hình ảnh của chiếc đai lưng này. Có rất nhiều các cái công dụng tính năng giảm đau, thoang khí và rất cứng. Đây có mã QR code đấy ạ. Đây là hình ảnh của vỏ hộp của chiếc đai lưng. Chúng ta có thể bóc hộp ra xem đấy. Đây, mọi người có thể thấy là chiếc đai lưng được bên trong có một cái túi bóng nữa. Đây là chiếc đai lưng Saga SG01 size L, bao gồm có một thanh thép cứng ở giữa để rất cứng ấy, còn nó có độ cong vào trong để giúp cho cái đốt sống lưng L4 L5 của những người mà đau nhiều đấy, những người thoái hóa, thường thoái hóa đốt L4 L5, và những người bị thoát vị đĩa đệm thì thường bị thoát vị đĩa đệm ở L4 L5. Thì cái đai lưng này giúp cho cái vị trí của cái thép thanh thanh thép cứng đây này, này nó giúp nó rất cứng, nó cong vào trong này, nó giúp cho cái đĩa đệm đấy nó không bị trạch ra, đúng không ạ? Và có bốn cái thanh lò xo ở bên bên trái và bốn thanh lò xo bên phải, tổng là mình có 8 chiếc lò xo ở của cái đai lưng này ở cả hai bên. Đấy, nó giúp cho mình cố định nhưng mà không quá cứng ở hai bên để mình vẫn có thể xoay người được mà không ảnh hưởng gì. Đây là chiếc đai lưng rất là chất lượng, rất là xịn, mình đeo vào nó rất thời trang, có thể đeo ở trong trong áo hoặc ngoài áo, có thể đeo vào cả ngày mà không bị ra mồ hôi, tại vì nhờ cái lớp tổ ong này này, mình thấy lớp này rất là thoáng khí. Cấu tạo của đai lưng này nó có 3 lớp, 3 4 lớp và 3 4 lớp ở đây, mặt trước mặt sau này, chúng ta có thể nhìn thấy này. Và nó có cái sự đàn hồi. Đây, sự đàn hồi để khi mà những người mà có cái kích thước vòng bụng nó có thể nó nhỉnh hơn một chút so với kích thước tiêu chuẩn thì mình vẫn có thể đeo vừa. Đây là logo này, là ở phía